Dạ, em xin kính chào anh em. Thì nay em có thử nâng cấp là hai bóng AX7 Telefunken để cho cái dải trên nó trong trẻo chi tiết hơn. Và hai bóng 12 AT7 em sử dụng là Mula để cho cái tiếng mềm mại nó ngọt ngào. Bóng riêng này là của Maxin Top, năm nay là hàng niêu nguyên thùng, nhưng mà cái bóng bên ngoài mình có thể nâng cấp dễ lắm. Thì em mới nâng cấp 4 bóng để em test anh em nghe tham khảo. Vô khi em để vô thì hai cái bóng Telefunken nó làm cho dải trên có cái độ chi tiết, còn cái hai cái bóng 12 AT Mula làm cho tiếng nó mềm mại ngọt ngào. Em cũng test, vẫn test trên cặp loa JBL C50 Olympus. Này hôm qua em cũng có test một bài, nhưng mà là bóng rin của Amply. Này em nâng cấp 4 bóng rì. Em nghe theo cảm nhận thực tế thì nghe tiếng nó khác rõ ràng lắm. Em quay em cố gắng gây quay cho tiếng nó rõ để anh em nghe tham khảo. Này là nâng cấp về nghe cũng tốt. Cái cặp C50 này về rất là đẹp. Thùng góc cạnh, rồi lưới, e căng. Nói chung hoàn hảo. Cặp này 1967 tới giờ mà còn rất đẹp. Mà cặp này tiếng bass xuống tốt. Dạ, giờ em quay đầu tiên là cái bộ gõ trước. Xong rồi em sẽ quay tới dải trên. Dạ, em quay qua cặp đoạn guitar anh em nghe tham khảo. Thank you.
Xin cảm ơn anh em đã xem. Thì anh em đang chơi những cái dòng âm ly này nè, nên nâng cấp được 4 bóng này thì vô chất âm nó sẽ vượt bậc lên khác hẳn luôn. Em đang test cặp lo này JBL CD10, tiếng rất tốt. Em về được cặp này rất là đẹp, giá cũng tốt lắm. Em đang bán cặp này với giá là 129 triệu. Dạ, em cảm ơn anh em. Xin kính chào anh em.